Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy lễ, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì nguồn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì chốn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương muôn vàn, phận bày tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai mong đứng vững, giờ Ngài trói con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con ra trước nhan Ngài. Trước tiên này, con xin được thay lời cho bà cơ, rồi các con của ông cơ, rồi các cháu, xin gửi đến tất cả kia cô bà, chúng ta bác, quý chức với tất cả anh chị em, người cảm ơn chân thành nhất, bởi vì khi mà quý vị nghe chúng con báo tối hôm nay tại đền Thánh Phêrô có buổi phúc tang cho ông Giuse Maria Phạm Văn Cơ và có buổi cầu nguyện cho ông, thì con thấy tất cả mọi người, anh em trong gia tộc cũng như tất cả anh thân bằng quyến thuộc đã đến đây rất đông. Đây là niềm an ủi và là niềm hy vọng cho những người còn sống ở đây, người chết ở đây và người còn sống. Thì chúng ta được biết ngày 31 tháng 3 vừa qua, Chúa đã gọi linh hồn Giuse Maria và Phạm Cơ về với Chúa. Ngài thọ 87 tuổi. Đây là một cái tang rất là lớn cho gia đình và cơ nói riêng và cho tất cả họ tộc trong gia tộc Phạm, từ ngoại cho đến những người ở Việt Nam, Việt Nam này đây. Những điều để biết về ông Cơ thì chắc chắn đây ai cũng là người thân thuộc thì cũng đã biết, nhìn nhận thì ông là một người rất vui vẻ, hiền lành, đạo đức, thậm chí là thánh thiện. Suốt cuộc đời những gì biết về ông đã chu toàn và tốt đẹp. Với 87 năm làm con cái của Chúa, sống một cuộc đời trong sạch, và rồi khi lập gia đình với trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm ông thì rất là tuyệt vời, trong gia đình rất hạnh phúc, không có một điều gì có tiếng hạnh phúc và tốt đẹp. Riêng cái mảng đạo đức thì chắc ai cũng biết, cái lòng yêu thương giáo hội và yêu thương những tha nhân thì rất là tuyệt vời. Con biết ông gia đình, ông và gia đình rất rộng tay và quảng đại trong các công việc để mở mang cho Chúa. Khi con trình bày với cha xứ để nguyện vọng của gia đình muốn có một cái buổi lễ ngày hôm nay, thì Ngài cũng cho phép, Ngài bỏ in ấn cho giáo xứ một cái vinh bằng ân nhân. Đúng, ông là một vị ân nhân đặc biệt.
Sri Lanka. Và nếu mà nói về trong giáo hoàng Pháp Sơn thì ông lại là một đại ân nhân nữa. Và dù rằng 87 năm cuộc đời nhưng ông có một nửa cuộc đời ông sống lại nơi đây, tại mảnh đất này, tại giáo hoàng Pháp Sơn này. Và cái tâm nguyện của ông là để được có một nơi cho giáo họ sinh hoạt đạo đức cũng như những làm những việc để thờ phượng Chúa, và đặc biệt kính thánh Phêrô quan thầy, thì là ông là những người đầu tiên xây dựng, có những viên đá đầu tiên và những công sức đóng góp để ngày hôm nay giáo họ chúng con được hưởng dụng một cách tốt đẹp. Ông là người đầu tiên để ý tưởng xây dựng và ngày hôm nay giáo họ chúng ta rất tốt đẹp. Vì thế chúng con vẫn xin Chúa qua lời bầu cử của thánh Phêrô quan thầy của giáo họ, thánh Giuse quan thầy của ông và của giáo xứ thưởng công cho ông trong hiện đại. Đấy là những điều chúng con rất biết về ông. Nên đặc biệt ngày hôm nay và với tâm nguyện của gia đình cũng muốn ông được về đây hiện hữu với giáo xứ quê hương, giáo xứ Trân quê hương, giáo họ Bắc Sơn cố hương, giáo xứ Phêrô thân thương. Nhưng hoàn cảnh Chúa đã sắp đặt, ông không thể về đây một cách hữu hình được. Ông về đây chúng ta bằng di ảnh. Vâng. Nhưng mà tôi tin rằng với di ảnh này, với sự hiện, bây giờ ông sẽ hiện diện với chúng ta bằng vô hình. Nhưng chắc chắn ông đang ở đây chúng ta. Ông đang thưa với chúng ta rằng chúng ta hãy hợp lời cùng với ông cầu nguyện, cầu xin Thiên Chúa để ta ơn Chúa. Với 87 năm hành trình đức tin của ông đã hoàn tất một cách tốt đẹp tại thần Chúa. Ông và gia đình cũng mong muốn cho chúng ta nài xin Chúa, để xin Chúa tha thứ cho ông những lỗi lầm mà bản tính con người mỏng tròn yếu đuối. Thì những lỗi lầm xin Chúa cũng tha thứ để rồi ngài cũng sớm về được tưởng tôn nhan Chúa. Ông cũng muốn, ông và gia đình cũng muốn chúng ta ngồi lại đây với nhau để hòa giải và tha thứ cho nhau. Rồi tất cả những gì vướng mắc chúng ta đều bỏ qua để tình yêu thương, tình quý mến, tình hàng xóm, tình thân thương trong gia tộc, mọi cái đều tốt đẹp và hẹn ngày sau trên hiện đại. Trong tất cả tâm tình đấy, chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ làm nghi thức pháp tang, nghi thức dân hương và ông có giờ đọc kinh để tưởng nhớ đến ông và cầu nguyện nhiều cho ông để xin Chúa mở rộng bàn tay sớm đưa ông về thiên đàng. Vâng, tất cả trong tâm tình yêu thương đấy thì con xin tất cả mọi người chúng ta cùng đứng lên. Con nay trở về cùng Chúa Chúa ơi, con nay trở về sầu thống nuôi khôn nguôi, có một niềm tin đã cho tao hẹn nhà nghiêng bước chân hoang đàng để nghe yêu thương tình nhà tình. Vì nào vui đắng con khoai mương tùng lì yêu đuối chân con trên đường này. Và anh chị em, bộ đồ tang và những chiếc khăn tang là tượng trưng cho nỗi buồn mất mát của người thân. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, người tin vào Thiên Chúa, thì bộ tang còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cái chung người sẽ cất chiếc khăn tang và nỗi buồn đau thương chết chóc. Tuy nhiên trong phận con người, trong tình nương tới ruột thịt để tang là chia sẻ nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là để nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến phiên ta cũng nhắm mắt xuôi tay về đời, cũng phải vùi dưới đất vải niệm chết đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt để được sống lại vi diện với Chúa phục sinh. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở chúng ta như chiếc áo trắng tinh tuyền mà ta đã được mặc trong ngày rửa tội, và các bổn phận phải giữ mãi màu trắng ấy cho đến ngày ra trình diện Chúa Kitô. Chúa Kitô đã phải chết và người đã phủ một lớp khăn niệm của mình trên mình, nhưng người có chết là chết vì yêu thương,
ở trong tình yêu thương ấy, người cứu độ mọi người chúng ta. Lúc này đây, người thân của chúng ta đang nằm bất động. Một đời đã hy sinh, từ bỏ và chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã trở nên giống Đức Kitô. Như vậy, sẽ được hưởng vinh phúc, được giải thoát của sự trầm luân và sự chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa chứng giám chúng ta làm vẹn những trang phục này. Tạo hoa Chúa đã tạo những muôn vật tốt đẹp và đã thanh toán chung. Xin Cha ban phúc này cho những chiếc trang phục này để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biến đau thương quân bách thành lời kinh nguyện chân thành. Tha thiết dâng lên trước hôn nhan uy linh của Cha để Cha thương xót luôn đổ một hồng ân chúng cho tang quyến và công đoàn chúng con. Xin Chúa cho những người thân bằng quyến thuộc mặc trang phục này biết hiệp thông với nhau để đền đáp ơn nghĩa người đã ra đi và để tha thứ yêu thương gắn bó đùm bọc nhau giữa những người còn ở nơi như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ta cùng dâng lời cầu nguyện lạy Cha. Tang phục màu trắng này đối với truyền thống dân tộc Việt Nam chúng con còn là màu tang chế đau thương ly biệt. Nó nên sự đau đớn tột cùng của bộ nỗi lòng kẻ ở người đi. Nhưng đối với người tin của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh thì màu trắng là màu tinh tuyền, trong trắng, thanh sạch, vĩnh cửu. Rồi nhớ trong con chiếc áo mới mà chúng con được lĩnh nhận trong ngày chịu phép rửa tội để trở thành con người mới, trở nên chi thể trong nguyện thể của Chúa Kitô, luôn tin cậy Cha và phó thác cả cuộc đời chúng con cho Cha. Xin cho tang quyến khi mặc màu tang phục trắng này biết quy hướng về Cha, biết nhận Cha là lẽ sống, là gia nghiệp, biết sống thanh trong sạch tinh tuyền và luôn sẵn sàng canh thức chờ đón chờ Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời đại diện gia đình chú Trí xin mời lên nhận thang tô khang. Dạ, các con xin mời hết tất cả những thành. Mời gia đình đại diện cho gia đình bác Tuân Kim Thận lên nhận thang. Mời gia đình bác Bảo, xin mời gia đình bác Bảo lên nhận thang. Xin mời gia đình bác Tuân Minh Tuân lên nhận tang. Mời gia đình bác Đạo lên nhận tang. Mau nhìn. Mời gia đình Cú Mạnh. Cái đọc phận người này chúng ta biết chia sẻ chia ra. Xin mời họ ngoài bên bắt đối. Xin mời họ ngoài bên bắt đối lên nhận. Ai chưa có tang bên dòng tộc để họ tang rồi chúng ta đi ra ngoài. Chí ơi, nên đến với tang không? Đến tang không? Không có. Cháu các cháu ai là người cắt nên nhận tang vàng rồi. Rồi trong đây chúng ta có cháu nào là chít để nhận. Số thân nhân trong gia tộc trong bà cơ đến với chị.
chúng con xin lỗi ai có còn trong thân nhân gia tộc máu huyết với ông cơ hoặc bà cơ, cũng xin ở đây nhận khăn tang để rồi chúng ta chia sẻ nỗi buồn mất mát và tưởng nhớ ông. Sau đây là chúng ta bốn người nhận nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Xin Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thường thắng tiếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trên Chúa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Xin Chúa ngồi ba, nói nghe ai.
con tin vững vàng vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán triển cho hội thánh. Amen. Này Chúa, con trông tay vững vàng vì công việc Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con như nào nên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem. Này Chúa, con kính mến Chúa lên lòng hết sức trên hết mọi sự. Không ai trong chúng ta được sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án Đức Kitô. Bởi có lời chép, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng mọi người sẽ phải quỳ lạy ta và mọi miệng lưỡi sẽ phải ngợi khen Thiên Chúa. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hồi năm tháng lúc trên để khi tôi tới Chúa nhìn biết Chúa
thì luôn luôn được xứng đáng nhìn thấy tôn nhan Chúa. Chúng ta cùng nguyện xin. Lạy Chúa, Chúa là đấng từ bi và nhân cao, xin tha thứ cho tôi, thưa Chúa là linh hồn Giuse Maria mà Chúa đã dùng riêng nước ta xin tan cãi, được Chúa cho vào trong hoàn phúc trong nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đừng để cho linh hồn Giuse Maria chúng con phải đi xa Chúa, nhưng vì quyền năng vinh hiển của Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse Maria được vào nơi an sáng, hạnh phúc và bình an. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, nơi Chúa mọi kẻ chết vẫn sống, và đối với Chúa, thân xác chúng con dù có chết cũng không hư mất, nhưng được biến đổi nên hoàn hảo hơn. Chúng con nài xin Chúa cho linh hồn Giuse Maria được đón nhận vào lòng mẹ thiết nghĩa của Chúa là tổ phụ Abraham chúng con. Xin cho linh hồn Giuse Maria được sống lại trong ngày trung thẩm. Và nếu linh hồn Giuse Maria đã làm điều gì trái thánh ý Chúa khi còn ở trần gian, thì xin Chúa cũng mở lòng nhân hậu tha thứ cho linh hồn này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà con mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm nay đổi là thấy tương lai. Nhưng chỉ đôi tay đã qua bao ngày tròn một tiếng. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này kia hoa nở hoa hoa phai, nắng đen đôi thì đêm tan thở, mây kín trong trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiến gần ngồi, nhưng có tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đôi đây, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Sự sống không mất nhưng chỉ đôi đây. Năm chữ thương thứ tin mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là thần Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ thần Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lòng bà gồm phúc là thần Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là thần Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là thần Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thần Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là thần Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thần Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà thần Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là thần Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse Maria được lên Chúa nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng mang vui vẻ vô cùng. Amen. Từ vực sâu
xin thương con tình cơn hầm hối tâm từ này con đấm mẹ nơi nhưng mẹ mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Lucia Maria, xin che mẹ con mẹ thánh thần Amen. Một lần nữa con xin được nói hai lời cho bà cơ cũng như tất cả gia đình thằng nhà Hà Quyến, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây dự các nghi thức nghi lễ của Tôn giáo và đặc biệt trong giờ cầu kinh tân xuân sáng. Xin Chúa ban muôn phúc lành và hồng ân xuống cho tất cả quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Sống luôn.
không ạ? Rồi, 1, 2, 3, vô. Cầu chúc cho ông linh hồn của xe Maria là bay bổng, con được bay bổng. Nhiều cái nhộn lắm đi, đúng không? Chúng con vừa rồi có một số nhỏ nhỏ thôi, và chứ là cho con em con đang xin phép con về sớm, nhưng mà con nói với tất cả mọi người là hôm nay có ngày càng thì về ở đây thì chúng ta con này xin được phép tất cả chúng ta cầu đi xe Maria từ đó là xong rồi con cháu vẫn xin để
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giáo họ để đọc kinh cầu nguyện cho ông. Vâng, rồi thay mặt từ giáo họ rồi, tụi em cảm ơn gia đình, cảm ơn ông. Chúa trả công hộ cho ông. Vâng, cảm ơn. Ở trong mảng sao kê với mảng này.